Chào đón quý vị các bạn đến với chuyên mục du lịch Huyền này. Theo tiếng Ba Na thì Công có nghĩa là làng, còn Tum có nghĩa là hồ. Nó nôm na là làng có nhiều hồ. Nhưng mà vừa rồi chúng ta đi Công Tum và các vùng phụ cận á, chỉ thấy dòng sông Đắk La thôi, đâu có thấy ao hồ gì đâu. Thái cứ bình tĩnh, bởi vì là cái điểm đến hôm nay thì sẽ giải tỏa những cái thắc mắc đấy của Thái đấy. Thưa quý vị và các bạn, không những chỉ có ao hồ không thôi đâu, mà còn là những hồ nước vô cùng thơ mộng trong một khung cảnh rất là hữu tình, chắc chắn là Thái chưa thể tưởng tượng ra đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhá. Chào các bạn, đố các bạn biết Hiếu đang ở đâu? Chắc hẳn Hiếu biết ngay, các bạn sẽ trả lời: tưởng gì lại Đà Lạt nữa, sao lúc nào cũng đi Đà Lạt hết đúng không nào? Cho các bạn hãy tin Hiếu đi, không phải Đà Lạt đâu, một nơi không khí trong lành, những rừng cũng giống Đà Lạt nhưng không phải Đà Lạt. Hãy theo chương trình Hiếu nhé. Bạn hãy tưởng tượng về một Đà Lạt của những năm giữa thế kỷ trước, xanh bạt ngàn và hoang sơ, nhưng rộng lớn hơn và đa dạng hơn. Là các bạn có thể hình dung ngay được Măng Đen, cái tên gọi cho tiếng Mênông có nghĩa là vùng đất bằng phẳng. Măng Đen nằm trên tuyến quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum, cách thị xã Kon Tum gần 50 km và cách Quảng Ngãi 70 km, thuộc địa phận huyện Kon Plon. Cao nguyên Măng Đen nằm ở độ cao gần 2000 m so với mặt nước biển, nên khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ không khi nào trên 22 độ. Ngày trước người Pháp đã từng có ý định xây dựng Măng Đen thành khu nghỉ dưỡng như Đà Lạt hay Sapa. Sông Măng Đen lại có một thế mạnh rất riêng, đó là khu rừng Kon Plon với diện tích 136.000 hecta, với độ bao phủ chiếm trên 65%, mà ít cái khu rừng nào ở Việt Nam có được. Và tự nhiên Hiếu nghĩ tới một loại hình du lịch rất mới, đó là đi bộ xuyên qua rừng đó các bạn. Còn bây giờ thì hình như có tiếng nước các bạn nghe không? Vậy là có suối hay có thác rồi đó, chúng ta cùng khám phá thử nhé. Đây rồi. Các bạn biết không, ở Măng Đen còn có những thác nước đẹp tuyệt vời, và mà người địa phương ở đây hay gọi là những cái cơi, như cơi Cham, cơi Ba Sĩ, cơi Đắc Ke. Lúc này Đình Hiếu đã tìm đến được cơi Đắc Ke rồi đó các bạn. Bọt tung trắng xóa suốt ngày đêm, lung linh và huyền ảo. Còn nếu ví von thì có thể so sánh giống như là thác Cam Ly của Đà Lạt ngày xưa đó. Nằm dưới những tán thông reo là những hồ nước mênh mông mà người dân địa phương ở đây thường gọi là tông. Ở đây có những tông như là tông Lung, tông Ly Lan, tông Săn và tông Rơ Bông. Lúc này thì Hiếu đang đứng trước một tông Rơ Bông. Chúng ta cùng dạo vòng các bạn nhé. Vào mùa khô,
Hoa mua, hoa sim, phong lan nở rộ ven bờ hồ. Xung quanh lá thông trải một lớp thảm dày mượt như nhung. Sau khi hít thở không khí thiên nhiên hoang sơ và trong lành, lúc này Đình Hiếu đang tản bộ để xem đời sống người dân địa phương ở đây như thế nào. Lúc này Đình Hiếu đang vào một vườn hoa được trồng chủ yếu để phục vụ cho các lễ hội ở đây. Và hướng sắp tới thì Hiếu được biết có thể trồng thêm những loại củ quả xứ lạnh để đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương cũng như để xuất khẩu. Với những tiềm năng về du lịch như thế, những năm gần đây, Măng Đen đã được đầu tư cơ sở hạ tầng khá hiện đại. Đến đây, các bạn có thể tùy chọn cho mình những dịch vụ cư trú cũng như thư giãn thích hợp. Nếu bạn thích thiên nhiên và ưa mạo hiểm, các bạn có thể mang theo liều trại hoặc thuê tại chỗ để cắm trại qua đêm ngoài trời. Nếu các bạn có ngân sách vừa phải, trong thị trấn Con Bơ Long không thiếu những khách sạn phù hợp với túi tiền của bạn. Nếu các bạn cần thư giãn thoải mái và tiện nghi, khu biệt thự Sài Gòn Măng Đen nằm giữa rừng thông Viewood là lựa chọn có thể mang cho bạn những giây phút thoải mái. Đúng rồi, còn một điều Hiếu quên nhắc các bạn, chỉ để mất công hồi Hiếu ham vui cái Hiếu quên đó, là nếu các bạn muốn đến Măng Đen, chúng ta nên chọn dịp tháng 4 hoặc tháng 5, đó là thời điểm hoa rừng nở đẹp nhất, trời xanh nắng trong. Còn nếu các bạn đi vào rừng thì các bạn nên nhớ chúng ta chuẩn bị quần dài nè, mang giày sandal hoặc giày thể thao để chúng ta dễ dàng đi trong rừng, và nhớ mang theo kem chống muỗi nữa nhé. Còn với chị em phụ nữ thì chúng ta hãy nhớ rằng khí hậu ở đây mát lạnh, dễ làm cho làn da mình bị khô. Chính vì vậy chị em phụ nữ nên mang theo kem dưỡng ẩm, giúp cho làn da mình giữ được độ ẩm và mịn màng. Như vậy là chúng ta vừa trải qua một ngày tại Măng Đen với đầy ắp những thác, rừng, hồ và cả hoa nữa. Nếu các bạn thực sự đã từng yêu thích Đà Lạt và muốn cảm nhận cái không khí trong lành và nguyên sơ thì hãy đến Đà Lạt mới Măng Đen nhé. Các bạn chỉ cần đi theo tuyến xe Quảng Ngãi, Kon Tum hoặc ngược lại, chúng ta đến với huyện lỵ Kon Po Lon là chúng ta đã đặt chân đến đất Măng Đen rồi đấy. Xin chào. Thật tuyệt vời phải không thưa các bạn? Quốc Thái còn được biết là Măng Đen chính là giải phân cách chính giữa trường Sơn Đông và trường Sơn Tây. Thì vào khoảng tháng 6, tháng 7 hoặc là tháng 11, tháng 12 và đứng trên đỉnh đèo á, nhìn xuống thì sẽ thấy hai bức tranh hoàn toàn khác nhau. Bên đông thì nắng vàng rực rỡ, còn bên tây thì mây mù trắng xóa. Nghe Thái nói thì Huyền nhớ một câu thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật trong bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây á. Một dãy núi mà hai màu mây, nơi nắng, nơi mưa, khí trời cũng khác. Và phải nói rằng là đẹp hoang sơ và vô cùng quyến rũ, đó chính là một cái hình thái mà chúng ta nhìn thấy ở Đà Lạt của Kon Tum. Và Huyền hy vọng rằng quý vị và các bạn đã ghi vào sổ tay du lịch của mình cái tên Măng Đen nhé.